Các đơn vị bị đề nghị thu hồi giấy phép bao gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin CSSE Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuân Phi, Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại THV, Công ty Cổ phần Định vị Việt, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Viễn thông TIT. Qua kiểm tra, các đơn vị này tồn tại nhiều lỗi lớn về chất lượng hộp đen. Riêng Công ty Vô tuyến điện Viễn thông do phát hiện những dấu hiệu không minh bạch trong việc nhập khẩu, hợp quy và đưa ra thị trường sản phẩm hộp đen, thậm chí không có danh sách các đơn vị bán ra và cán bộ duy trì bảo dưỡng thiết bị này. Do đó, đoàn đã lập biên bản và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải dừng cấp phép chứng nhận hợp quy của đơn vị này. Tuy nhiên, các đơn vị trên vẫn phải có trách nhiệm khắc phục lỗi thiết bị trong vòng 1 tháng các sản phẩm đã cung ứng ra thị trường.